Em tỉnh rồi đấy à? Anh bỏ thuốc em đúng không? Em uống đi. Em xin ạ. Nếu đánh anh mà em nguôi giận thì em cứ đánh tiếp đi. Em không chỉ muốn đánh anh, em còn muốn giết anh nữa. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao? Vì anh yêu em. Vì anh muốn em là người phụ nữ của riêng anh. Anh yêu em mà anh làm tổn thương em như vậy sao? Cách yêu của anh như thế à? Nếu có cách khác anh đã chẳng phải làm như thế này. Anh trong ấn tượng của em là người đàn ông có chút ích kỷ, có chút độc đoán, nhưng không phải người dùng thủ đoạn hèn hạ thế này để hại bạn thân suốt bao nhiêu năm qua của mình đâu. Anh sẽ cưới em, sẽ biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Em hận anh, em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tuyền, nghe anh nói đã. Buông ra. Em nghe anh nói đã. Em không muốn nghe anh thích xem nữa. Sao mình lại ở đây? Mời vào. Dạ thưa chủ tịch, thứ chủ tịch cần đây ạ. Chuyện quá gì đang xảy ra thế này? Dạ, sáng nay chủ tịch có nhờ tôi chuẩn bị một gói thuốc mê ạ. Không thuốc mê thuốc man gì hết. Dạ, ý chủ tịch là sao ạ? Chuyện này là sao? Sao giống hôm qua vậy? Lẽ nào mình đã trùng sinh, được sống lại một lần nữa? Phải rồi, nếu đã được trùng sinh, mình sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Tôi không cần dùng tới nó nữa, cô vứt đi hộ tôi. Dạ, chủ tịch đã suy nghĩ thông suốt rồi ạ. Đúng vậy. Từ khi quen biết cô ấy, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đau khổ như vậy. Tôi không muốn cô ấy phải trải qua cảm giác ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa. Nói vậy, nghĩa là chủ tịch sẽ đồng ý để cô Tuyền kết hôn với cậu Long ạ? Đúng vậy. Nếu đó là nguyện vọng của cô ấy, tôi sẽ tác thành. Sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy? À, chủ tịch thay đổi thật rồi ạ. Thấy tôi không độc đoán, không ích kỷ như mọi ngày nên chưa quen à? Thì ra chủ tịch cũng biết khuyết điểm của mình ạ. Đó là lời người khác nhận xét về tôi. Người này nhìn người chuẩn đấy ạ. Dạ, tôi còn có việc, tôi xin phép ra ngoài trước ạ. Em đây. Alo. Đúng là em thật rồi. Anh gọi nhầm số à? Không, anh gọi cho em mà. Thế tại sao anh không nói gì? Anh không biết nói gì cả. Anh chỉ muốn nghe em nói thôi. Có chuyện gì xảy ra với anh à? Không, chỉ là tự dưng muốn gọi cho em thôi. Anh cũng rảnh rỗi thật đấy. Tối chủ nhật em rảnh không? Anh đón em đi ăn. Sao anh không gọi sớm? Chủ nhật em đi picnic với bạn trai rồi. Thôi để sau cũng được. Em làm gì làm đi. Anh cúp máy trước nhá. Chào anh ạ.
Rất cảm ơn Chủ tịch Phương Anh. Mong là dự án này sẽ thành công tốt đẹp ạ. Hợp tác vui vẻ. Dạ vâng, tôi xin phép ạ. Thế bao giờ anh mới định chia tay cô ta để cưới em? Sắp rồi. Sắp là bao giờ? Thì... Này, lát nữa anh đưa em đi xem nhà nhé. Hả? Anh định mua nhà cho em thật á? Tất nhiên. Em theo anh lâu như vậy rồi, làm sao anh để em thiệt thòi được. Lát nữa anh sẽ đưa em đi xem nhà. Em thích nhà mặt đất hay là chung cư? Trời ơi, anh tuyệt vời thật sự luôn đấy. Chỉ cần được ở cùng anh thôi thì em ở đâu cũng được. Khốn nạn. Em ngồi đây chờ anh một lát. Anh ra xe lấy ví thanh toán xong mình đi nhá. Alo. Rồi, tôi biết rồi. Anh là ai? Anh muốn gì? Muốn gì á? Muốn đấm thẳng vào mặt anh đấy. Thằng chó này, mày biết ông là ai không? Hả? Dù anh có là con ông trời thì tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi đã biết tất cả những chuyện khốn nạn mà anh đã làm sau lưng Tuyền. Tốt nhất anh nên cắt bỏ mối quan hệ kia đi. Tôi sẽ nói cho Tuyền biết tất cả. Thì ra là muốn làm tiền à? Nói đi, bao nhiêu có thể bịt miệng anh lại, tôi sẽ trả. Hạnh phúc của Tuyền là vô giá, chẳng có tiền nào mua được đâu. Đừng có làm màu trước mặt tôi, cho một con số đi. Anh nghĩ chủ tịch tập đoàn ABA như tôi mà cần mấy đồng tiền lẻ của anh à? Cái gì? Đừng nói với tôi anh là chủ tịch Phương Anh nhá. Là tôi đây. Thảo nào tôi thấy quen quen. Dạ, chào chủ tịch Phương Anh ạ. Tôi đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Chào anh ạ. Không biết là anh và Tuyền có mối quan hệ gì với nhau mà tôi chưa thấy cô ấy nhắc tới anh bao giờ ạ? Tôi và Tuyền có mối quan hệ gì anh không cần phải bận tâm. Anh chỉ cần nhớ duy nhất một điều: nếu anh làm cô ấy đau một, tôi sẽ khiến anh đau gấp 100, 1000 lần đấy. Tôi không dám đâu ạ. Lập tức chấm dứt mối quan hệ kia đi và toàn tâm toàn ý với Tuyền. Dạ vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay ạ. Dạ thưa chủ tịch, giám đốc bên công ty BJ gọi điện muốn đích thân gặp chủ tịch. Không biết là cậu có muốn gặp anh ta hay không ạ? Anh ta muốn gặp tôi để làm gì? Hình như là có liên quan đến vấn đề xin vốn đầu tư thì phải ạ. Mà chị vẫn cho người âm thầm quan sát anh ta đấy chứ? Dạ vâng ạ. Anh ta còn qua lại với cô gái kia không? Tôi cũng định sau cuộc họp này sẽ báo cáo cụ thể chuyện tình ái của cậu ta với sếp đây ạ. Chị nói ngắn gọn, xúc tích, vào trọng tâm chủ đề chính luôn đi. Dạ thưa chủ tịch, thời gian đầu sau khi hứa hẹn với chủ tịch, anh ta đã thực sự chia tay với cô gái kia ạ. Vậy là sau một thời gian họ lại tiếp tục yêu đương lén lút đúng không? Dạ vâng ạ. Ngay trong ngày hôm nay tôi muốn có đầy đủ thông tin của cô gái kia. Dạ vâng, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay bây giờ ạ. Em xem đi. Em muốn xử lý anh ta thế nào? Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi mà em vẫn còn không tin à? Hôm trước anh Long còn nói là sẽ kết hôn với em mà.
Sao có thể? Anh ta muốn lấy em làm vợ, nhưng đồng thời cũng muốn có bồ nhí bên ngoài. Không, anh ấy đối xử với em là người thân rất tốt. Đó là cậu ta thấy có lỗi với em. Vốn dĩ anh không định nói cho em biết chuyện này, nhưng chị Tuyết bảo em xứng đáng được biết. Giống như chuyện xấu của Long là không tốt cho em. Nói như vậy có nghĩa là anh biết chuyện này lâu lắm rồi đúng không? Đúng. Vậy tại sao anh không nói cho em biết? Vì anh không muốn em bị tổn thương. Chờ anh chút. Alo, anh nghe. Anh đang ở đâu đây? Anh đang họp với khách hàng. Thôi, để một lát nữa họp xong anh sẽ điện lại cho em nhé. Để anh đưa em về. Ra đây là khách hàng của anh à? Nếu như cô đã biết rồi thì bọn tôi cũng chẳng giấu nữa. Anh đang nói sẽ bỏ cô để cưới tôi đấy. Em im đi. Thứ đàn ông rác rưởi như anh ta tôi không thèm đâu. Các người cứ thoải mái yêu đương với nhau rồi kết hôn đi. Tuyền, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Vân. Từ ngày hôm nay anh sẽ không gặp cô ấy nữa. Cậu Long, tôi nhớ rằng mình đã cho cậu một cơ hội rồi. Nếu cậu không biết nắm bắt, sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai đâu. Dạ chủ tịch, tôi sai rồi. Từ bây giờ tôi sẽ thành tâm hối cải ạ. Một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Giờ mới nhớ tôi vẫn chưa tặng quà kết hôn cho hai người. Sao cô dám đánh anh ấy? Sao? Cô muốn tôi đánh cả cô không? Anh ơi, anh có bị sao không? Đau, đau quá. Để em gọi xe đưa anh đi bệnh viện nhé. Không cần đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thôi không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Trên thế giới này ngoài bố mẹ của em ra chỉ có anh là tốt nhất với em thôi. Anh sẽ luôn đối xử thật tốt với em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh hứa đi. Anh hứa. Hello. Sao hôm nay anh biết em về sớm mà tới đón thế? Tâm linh tương thông mà. Từ bao giờ mà anh lại tin vào mấy thứ tâm linh đó thế? Là từ khi anh gặp em đấy. Này anh lạ thật đấy. Đi xe máy cơ à? Anh thích cảm giác được em ngồi sau ôm anh, và chúng ta cùng nhau đi qua từng con phố. Từ khi nào
Một vị chủ tịch ích kỷ, độc đoán, ngạo mạn lại trở nên lãng mạn như vậy đấy. Vẫn là từ khi gặp em đấy. Sao? Vậy bây giờ em muốn ăn gì? Phở, bún hay là miến? Sao lần nào tối anh cũng hỏi em muốn ăn gì thế? Anh không thấy là dạo này em tăng cân lắm rồi đấy à? Đâu, anh có thấy em tăng cân đâu. Với cả có da có thịt mới phúc hậu. Thôi đi, anh có phải là người tăng cân đâu. Em tăng cân nhiều, sắp có nọng cắm đến nơi rồi đây này. Nọng thì vẫn xinh. Em chả thấy xinh gì cả. Đối với anh, dù em có béo hay gầy, cao hay thấp thì em vẫn xinh như bình thường. Anh chỉ được cái á, định em là giỏi thôi. Anh nói thật mà. Trong mắt của anh, em là cô gái xinh đẹp nhất. Mà sao anh đối xử tốt với em thế? Lúc nào cũng cưng chiều em, còn hùa theo những trò đùa của em nữa. Là vì anh muốn nhìn thấy em vui, nhìn thấy em cười. Có phải chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cho nên anh coi em là em gái đúng không? Ai muốn làm anh trai của em chứ? Thế anh muốn làm tri kỷ của em à? Không, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa. Nhiều hơn là sao? Anh muốn làm bạn trai của em và làm chồng của em nữa. Anh yêu em. Em có thể ở bên cạnh anh được không? Đừng nhìn anh như vậy. Cho anh biết câu trả lời của em đi. Anh là người đàn ông tốt, đáng tin cậy, là bờ vai vững vàng để người khác dựa vào. Và câu trả lời của em là? Em đồng ý. Cuối cùng, anh cũng chờ được ngày này rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều.